Á hậu Phương Anh bị nghi có tin vui với bạn trai doanh nhân, chính chủ nói gì? Vòng 2 của Á hậu Phương Anh được cho là đã to lên bất thường trong video mới nhất. Vào đầu tháng 4 vừa qua, thông tin Á hậu Phương Anh nhận lời cầu hôn từ phía bạn trai doanh nhân đã gây xôn xao cõi mạng. Đa số khán giả đều dành những lời chúc tốt đẹp nhất tới người đẹp và nửa kia. Mới đây trên tài khoản TikTok cá nhân, Á hậu Phương Anh đã chính thức lên tiếng về tin đồn có bầu trước thềm đám cưới. Cụ thể một khán giả đặt ra câu hỏi dành cho người đẹp: nhìn chị Phương Anh giống có em bé vậy ạ. Đứng trước câu hỏi này, Á hậu Phương Anh trả lời vô cùng khéo léo và dí dỏm: làm sao chị Phương Anh có em bé được khi chị Phương Anh chính là em bé. Câu trả lời của Á hậu Phương Anh về tin đồn có bầu khiến cư dân mạng vô cùng thích thú: coi lại 5 lần rồi em vẫn thấy thích mặt chị, dễ thương quá chị ơi. Ý người ta nói chị tăng cân hả? Rồi là có em bé dữ chưa? Một trong những nguyên nhân khiến người đẹp vướng vào nghi vấn có thai bắt nguồn từ video cô hào hứng chia sẻ về quá trình học chương trình thạc sĩ. Khi đứng trước ống kính, trong vài khoảnh khắc nhiều người cho rằng dường như vòng 2 của Á hậu Phương Anh to lên một cách bất thường. Tại thời điểm khi Á hậu Phương Anh được bạn trai cầu hôn, Lê Hoàng Phương đã chia sẻ về sự dịu dàng của nửa kia dành cho người chị em thân thiết của cô. Đức luôn quan tâm Phương Anh, Đức xách túi cho Phương Anh, Đức nắm tay Phương Anh, Đức ngồi làm việc cùng Phương Anh, Đức nói chuyện nhỏ nhẹ với Phương Anh và ánh mắt Đức nhìn Phương Anh nữa. Đó là những gì mình thấy và cảm nhận được ở đôi trẻ này. Nguyện cầu đến mãi về sau em và người đàn ông của cuộc đời em luôn bên nhau, yêu thương nhẹ nhàng như thế Phương Anh nhé.